ung thư tuyến tiền liệt ảnh hưởng đến ước tính cứ 8 nam giới thì có một người, với hơn 250.000 trường hợp mới được chẩn đoán mỗi năm. Cụ thể hơn, ung thư tuyến tiền liệt ảnh hưởng đến đàn ông da đen lớn tuổi hơn các nhóm dân số khác. Chưa hết, mặc dù tỷ lệ nam giới da đen gia tăng, họ ít có khả năng nhận được sự chăm sóc cần thiết để kiểm soát ung thư tuyến tiền liệt và có nguy cơ tử vong vì ung thư tuyến tiền liệt cao gấp 2 lần so với nam giới da trắng. Những thực tế rõ ràng này, trong nhiều trường hợp, là do sự chênh lệch về chủng tộc và những bất lợi về cấu trúc của các thế hệ người da đen ở Mỹ. Tuy nhiên, cũng giống như sự chênh lệch về khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc và điều trị, khả năng tiếp cận các công nghệ mới nổi để chẩn đoán và quản lý ung thư tuyến tiền liệt cũng cho thấy sự chênh lệch tương tự. Điều này bao gồm MRI, có thể giúp hiểu rõ hơn về bệnh ung thư của một người nào đó và cải thiện việc ra quyết định điều trị. Cụ thể, việc sử dụng MRI như một công cụ chẩn đoán cho thấy tỷ lệ sử dụng ở nam giới da đen thấp so với nam giới da trắng. Nhưng tại sao? Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí JAMA Oncology đưa ra những câu trả lời tiềm năng. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Yale và Đại học California, San Francisco đã hoàn thành một phân tích trung gian để hiểu các yếu tố khác nhau, chẳng hạn như các yếu tố cấu trúc nhân khẩu học, nghèo đói hoặc địa lý ảnh hưởng như thế nào đến sự chênh lệch trong khả năng tiếp cận MRI đối với bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt mới được chẩn đoán. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu có sẵn về những người thụ hưởng Medicare để tiến hành phân tích của họ. Những người tham gia bao gồm ít nhất 66 tuổi và bị ung thư tuyến tiền liệt tại chỗ so với di căn. Xem xét dữ liệu này, các nhà nghiên cứu tìm kiếm xem liệu MRI tuyến tiền liệt có được nhận trong vòng 13 tháng sau khi chẩn đoán hay không. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy vô số đặc điểm giao nhau giữa những người được chụp MRI so với những người không được chụp. Đặc điểm của những người có nhiều khả năng được chụp MRI bao gồm trình độ học vấn cao hơn, tình trạng hôn nhân và nguy cơ lâm sàng thấp hơn. Thật khó hiểu, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những bệnh nhân sống ở những khu vực có mức độ nghèo đói và cách biệt cao hơn ít có khả năng được chụp MRI chẩn đoán hơn. Các nhà nghiên cứu hy vọng phát hiện của họ có thể giúp định hình nỗ lực mở rộng khả năng tiếp cận với công nghệ chẩn đoán quan trọng này. Cụ thể, phát hiện của họ cho thấy rằng có thể thực hiện nhiều hơn nữa để theo dõi những bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt mới được chẩn đoán có hoặc không quay lại chụp MRI. Ở quy mô rộng hơn, phát hiện của họ cũng góp phần tạo ra một lượng bằng chứng ngày càng tăng kêu gọi sự quan tâm nhiều hơn đến sự chênh lệch chủng tộc trong việc tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!